cũng chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Cùng với các sản phẩm nông nghiệp khác, người nông dân trồng chè ở huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An đang rất lo lắng khi mà giá chè xuống thấp, thị trường tiêu thụ bị đình trệ. Chị Trần Thị Hồng có gần 1 hecta chè kinh doanh. Vụ thu hái này gia đình chị thu được hơn 4 tấn chè búp tươi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá thu mua chỉ còn từ 18 đến 21.000 đồng 1 kg, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ của năm trước. Đâu nắm đoan mới 18, đi hiện tại dư hại vừa nấy là được hai một thì dư nhờ vì gió covid là đúng lưu thông được vì các nước nữa là dừng lại đi là là che chuộng đi là dẫn thì nó thật chắc khẩu vì đầu tư là, là nó ăn thua Toàn huyện Con Cuông có gần 400 hecta chè kinh doanh, trong đó 300 hecta đã cho thu hoạch, tập trung ở các xã Bồng Khê, Yên Khê, Chi Khê. Đây là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của huyện Con Cuông và là một trong những loại nông sản bị ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch COVID-19, khi phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp thu mua ngoài tỉnh và xuất khẩu nước ngoài. Các nhà máy thì hiện tại bây giờ thì do cái hạn chế à, nhập khẩu của một số nước, do đó thì cái mặt hàng này là đặt giá và hiện tại bây giờ thì các nhà máy chẳng hạn như là ở trên địa bàn cũng có thu mua hết cả nông sản cho bà con nhưng mà cái giá cả đang xuống hơn một nửa. Cây chè đang là cây xoa đói giảm nghèo, là cây trồng chủ lực của nhiều người dân ở huyện Con Cuông. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả thu mua giảm mạnh đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân trồng chè nơi đây. Người trồng chè mong muốn các cấp các ngành ở địa phương sớm tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chè để cuộc sống của bà con bớt khó khăn.